Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTTN. Thưa quý vị và các bạn, ở Bắc Bộ trong hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu dần. Vì thế, trời chỉ còn rất nhẹ về đêm và sáng sớm, với mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Còn các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ. Đến trưa chiều, toàn khu vực sẽ có nắng nhẹ, nền nhiệt tăng lên mức từ 24 đến 27 độ, cảm giác ấm áp hơn. Dự báo đến ngày 21 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới mạnh tràn về, khiến cho nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm sâu, toàn khu vực chuyển mưa rác, nhiệt độ có thể hạ thấp xuống từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao chỉ còn dưới 8 độ, trời rét cả ngày. Nhìn xuống trong bộ, sang tới ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, diện mưa ở miền Trung tiếp tục thu hẹp, chỉ còn xảy ra ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa lác đác từ 5 đến 10 mm. Tuy nhiên, mây nhiều vẫn còn trên khắp miền Trung nên nền nhiệt độ ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 23 đến 27 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Dự báo sang đến ngày 22 tháng 11, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới tràn về kết hợp với đới gió đông trên cao nên khu vực ở Trung Bộ đón một đợt mưa diện rộng mới, tràn tâm mưa chủ yếu từ khu vực Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Lúc này mưa to làm cho khu vực ở các tỉnh này có thể xảy ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị. Lưu xuống phía nam, mưa cũng giảm nhanh, chỉ rải rác vài nơi, chủ yếu ở khu vực miền Tây Nam Bộ về chiều và tối. Nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đều có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với dự động của đới gió đông trên cao, nên vùng đáng lưu ý nhất là phía nam của Biển Đông. Trong đó, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Còn khu vực phía bắc của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Sáng đến, thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Sáng đến thời tiết phía đông bắc bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác,
gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.